Bình Tân, bé trai 3 tuổi tử vong bất thường nghi bị bạo hành. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ việc bé trai 3 tuổi ngưng thở trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị phù não nặng, xuất huyết dưới màng cứng, cơ thể có nhiều vết bầm, nghi bị bạo hành. Ngày 20 tháng 1, công an quận Bình Tân lấy lời khai của người phụ nữ được cha bé trai nhờ trông con. Sau đó, nạn nhân chết với nhiều dấu vết bất thường. Cơ quan điều tra cũng giám định vết thương, tìm nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Điều tra, bé trai sống với cha tại nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Thời gian gần đây, anh này phải chăm sóc cho người thân trong bệnh viện nên gửi con cho người phụ nữ ngủ ở hẻm đường Mã Lò, quận Bình Tân nhờ trông giữ. Chiều 15 tháng 1, bà này đưa bé vào bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch nhanh, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng yếu, nội khí quản có bọt hồng, được các bác sĩ duy trì hơi thở bằng bóp bóng. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 ngay sau đó nhưng đã ngừng thở. Kết quả kiểm tra cho thấy bé trai bị phù não nặng, xuất huyết dưới màng cứng, khả năng do chấn thương hoặc bệnh lý. Ngoài ra, nhiều bộ phận trên cơ thể của bé như nách, ngang hông có các vết bầm tím. Nghi nạn nhân bị bạo hành, các bác sĩ báo cảnh sát. Lúc đầu, người phụ nữ khai không liên quan đến cái chết của bé, sau đó thừa nhận có đánh vì bé tè ra quần. Lúc cậu bé ói trong nhà vệ sinh, bà ta lấy lược đánh vào đầu. Khi phát hiện bé trai tím tái, bà đưa đi cấp cứu. Trước đó, hàng mọi người còn nhớ vụ án cha dượng bạo hành khiến con gái 3 tuổi tử vong gây phẫn nộ trong dư luận. Vào chiều 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, 31 tuổi và Nguyễn Thị Lan Anh, 29 tuổi, cùng ngụ phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại tòa, hai bị cáo đã không thừa nhận đã 6 lần đánh đập khiến bé gái chấn thương sọ não, tử vong. Tuy nhiên, kết quả giám định mà các giám định viên công bố tại tòa đã vạch trần tội ác này. Để trốn tội, hai bị cáo tiếp tục cho rằng mình bị bức cung, nhưng hội đồng xét xử thấy lời khai này không có cơ sở. Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định ngày 5 tháng 3, Lan Anh đón bé M lên phòng trọ tại quận Đống Đa chơi. Ngày 29 tháng 3, Lan Anh cùng Tuấn sử dụng ma túy, sau đó cả hai đã nhiều lần đánh đập, bạo hành bé. Tuấn đánh vào đầu và dùng cán chổi bằng kim loại đánh vào người bé, còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái. Rạng sáng 30 tháng 3, bé M đòi uống nước thì bị Tuấn đánh liên tiếp vào đầu. Thấy con gái khó thở, Lan Anh đã đưa con đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong do chấn thương sọ não. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, Tuấn là kẻ cầm đầu, rủ rê vợ cùng sử dụng ma túy và trực tiếp gây ra cái chết cho bé M. Còn Lan Anh, bị cáo này không trực tiếp nuôi con nhưng lại cùng Tuấn gây ra cái chết cho bé. Kết thúc phiên xét xử, Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội giết người. 24 tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh chung thân về tội giết người, 18 tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung thân.